Mỹ cho bà. Để lo nha, quý đi lấy quà nha. Trời ơi. Quý sống ở chợ 20 mấy năm rồi. Vậy mà cũng bị đuổi hả? Cái khoái lên đây mua lò lắm, bị đuổi quà. Cái khoái mua lò, anh Trừng quay bả lại làm mai dịch kiều cho bả đi. Làm mai dịch kiều. Đó, dịch kiều cho bả đi. Má bà mấy chục thằng rồi đó. Bà Bi nó mấy chục thằng rồi đó. Cái khoái ở chợ sống lo lưỡi hoài và tội nghiệp quá à. Ôi cậu ngon lắm đó. À, cặn gạo, cặn cái gì vậy? Đường. Gạo, đường, bột ngọt. Chúc mừng quý nha. Cái quý chị nha, chị bán cái gì mà chị cho vậy? Quần áo cho tháng này là tháng 7 quý lượng nhiều quà lắm. Tháng 7 là quý giàu lắm. Tháng này là tháng có hồn. Ở quý năm người có hồn. Ai cũng cúng cho quý. Ai cũng cúng cho quý là có hồn. Ai cũng cúng cho quý nữa, có hồn nữa. Quý là cô hồn sống phải không? Hồn sống rồi. À, đúng rồi. Chào ngon lắm. Bên mình ngon hơn, bên mình ngon hơn. Quý à? Vậy. Quý chia sẻ là cho Hương Trần đi, Hương Trần cho ai tặng kìa? Vậy. Chia sẻ rồi. Đẹp quá, đừng có lấy rồi, đẹp muốn chết rồi. Đừng có lấy cho mấy người khó khổ đi. Đây à mọi người ơi, em quay kỹ đầu bông của quý rồi mọi người. Cho mấy người khó khổ đi, Hương Trần đẹp quá rồi. 4.7 á nha. Không có ai 4.7 hả? Không nhớ nữa. Phải 4.7 không? 4.7, đúng. Không nhớ. Ông quý bán bông cụ là 1.9, 4.7 là bù 2.000 mấy. Ông quý không phải là chảnh, hồi xưa quý đi làm sống quần áo cũng sống dạng Italy hết. Tại vì quý không có chồng con, quý phải xì tin. Quý xin lỗi nha, không được nói hai chữ hàng hiệu rồi. Người ta không cho quý nói hai chữ hàng hiệu á. Bởi thời đó quý cũng đi sống hoài. Đeo cái này là phải chịu lỗ rồi. Người ta mua xe hơi, xe còn chịu lỗ đó, đừng có lấy vàng đó. Thì cứ theo thời trang mà. Không biết sao. Nó kẹo quá, kẹo mới chết. Không. Theo thời trang là phải lỗ rồi. Không biết sao, không Hương Trần mua vàng là trọn lời không à. Cái gì? Thì đúng rồi, quý cứ quý ý là quý cũng lời mà. Hồi đó quý cũng mua vàng 4 số 9, quý cũng lời mà, thiệt. Tại vì bây giờ mua vàng Italy là lỗ. Tiền nào bán thì phải lỗ. Quý cũng lỗ mà, quý mua cái lời bông 2 triệu mấy, bán cái 1.9 triệu lỗ mấy xỉ. Ở cái khúc này mới quan trọng là ai trả tiền nữa. Quý dựa đi. Má ác quá, ác với quý thì dễ sợ vậy. Ờ, quý không có tiền mà không có bắt quý trả nữa. Giờ quý rửa ngày mai. Không khóa cầu 300 đô. Ngày mai Yến Tử mua nó bông, Yến Tử rửa cho quý. Mai đợi nó hả, mai nè hả. Má bảo vô lưỡi hoài à. Cha lại bảo vệ ơi, coi cái đít đừng có lưỡi quý nha. Cha lại bảo vệ à, mấy anh cha bảo vệ à. Có mô Phật à, để quý lên đây sống nón, sống quần áo nha. Mấy anh bảo vệ nha, có mô Phật nha. Anh mà không lụi tôi là bị giàu lắm á, bảo vệ xấu trai lắm á. Bảo vệ mà không lụi quý giàu lắm á, bán mấy trăm tờ giấy số luôn á, thiệt luôn á. Cứ vô đây bán giấy số được mà gặp quý là người ta đuổi ra, người ta không thì cho đó, vô không? Không phải quý bán mấy trăm tờ đó, ra đây lụi lụi hoài à. Má không thương cũng để chút tình đi, bảo vệ xấu quắc quá à. Không thương cũng để chút tình cho quý đi. Anh bảo vệ, anh có coi được cái clip này, anh để đứt lại, anh bảo vệ. À, tại nghiệp quý bị bệnh đó, thời gian chỉ có mấy tiếng à. Thời gian quý chỉ có mấy tiếng à, đi ra nắng là mệt thêm nữa. Vô đây ngồi hôn chừng quý khỏe thôi. Bữa nay quý vô ngồi quý mới khỏe, chung người cũng hơi mệt mệt. Này nhóm em cũng cô hồn xong hết rồi hả mọi người? Thấy cũng nhẹ lòng á. Quý không dám rộng sợ chung nữa thôi. Sợ chung đâu quý còn mệt nữa thôi. Ngon. Xin tố ở đây ngon không? Bán mấy chục đồng rồi. Bán mấy chục đồng. Em đi người Hoa ha. Không biết nó chắc là người Hoa, ông xã người Hoa. Ghi toàn tiếng Hoa không kìa? À, ông chủ là người Hoa. Từ hồi mà cái ăn đông mỡ đó bán tới giờ này luôn á. À đây đó. Để mang cái gì? Gì? Ông xỉnh hả? Quên rồi. Để nhau có không? Ông ấy kêu ông xỉnh hoài, ông xỉnh hoài. Ông xỉnh thì để nhau cho nó. Vì nó đẹp trai, nó chơi nhiều thằng quá, nó tặng hết mẹ. Má, bà này dê quá. Nó chơi nhiều thằng, nó tặng hết mẹ. Người Việt đẹp trai lắm, người Hoa không quá. Chơi nhiều thằng tàn bà lẹ kém bà xì tin lắm, bà dứt là xì tin hồi đó quý bán ở chợ bà đi hoài bà xì tin lắm, chơi nhiều thằng tàn. Ủa vậy mà chơi bả bà tàn hết mẹ rồi đó, tàn ai mà chơi hả quý, đẹp cái ai cũng thương quý rồi, bây giờ quý tàn rồi, bây giờ quý tàn rồi, ai trả tiền quý mới dành mà. Giờ chắc chợ cũng vắng lắm ha. Không có giống đông như ngày xưa. Ngày xưa không có chưa đi đông. Khó khăn. Khó khăn là biển mày là lắc nhất thôi. Khó khăn lắm. Vàng nó lên chứ. Đây bán nhiều tiệm vàng à. Không biết
Hình như đó leo lên bông nhúng bì mới đẹp là bi, chứ tự mua nó đi mới đẹp. Mà quý cùng kèm lại gì mới đẹp đó, quý cùng kèm quá à. Thì không thấy cùng kèm có gì, bì mới đẹp quá bì. Thì không bì thấy bì đẹp hơn á. Lại bị chửi đó, bị rồi đi qua đây đỡ ngang với bà bì luôn. Lại bị chửi đó, lại bông bì đẹp á, cùng kèm quá được không bì? Ông bí chỉ thôi bí. Giờ đổ ngang kìa. Đẹp cái bông đẹp á. Cũng qua lại được chị. Đeo đầu bông á là phải sáng cái khuôn mặt lên, cho nó sáng lên. Cái bông đẹp nào bông đẹp. Bây giờ quý chiều nay quý trúng năm tờ, quý chơi 19 chiếc còn đẹp nữa. 19 chiếc vàng Italy còn đẹp nữa. Leo ra cái dây chuyền luôn, cho cái những sòn luôn, cho hàng hiểu luôn. Bỏ hơn chân quý đi 52 hơn chừng cũng chúc mừng quý á má. Chiều nay cho đi trúng 5 tờ ông trời ơi, ông quý sống 19 chiếc mà ông quý đi 52 ông trời ơi, cho đi trúng 5 tờ coi chích mẹ hồi chứ tôi đi đâu rồi. Ủa trời, này mấy giờ mới dọn không? Dạ chiều nay trúng đi rồi quý sống 19 chiếc rồi, ngầm mấy 6 giờ dẹp rồi quý sống 19 chiếc rồi. Họ xưa lắc lắm, bây giờ vắng lắm đó, chỗ này vắng quen rồi. Họ xưa lắc hàng lắm đó. Khó khăn lắm. Giờ đúng là cái chuyện khó khăn. Khó khăn lắm đó, không có ai. Bây giờ cảm ơn mọi người ủng hộ cho nên nhóm Hơn Trần nhiều. Ai ủng hộ Hơn Trần cũng cảm ơn rất là nhiều. Biết ơn, tri ơn. Tại vì bây giờ ai cũng khó khăn lắm, 10 người, có 8 người khổ đó. Có 2 người sướng à, có chia sẻ ăn đi. Tại vì cái quan hệ chia sẻ ai cũng khổ, muốn chết luôn, nhiều người khổ lắm. Đúng rồi. Khó lắm, mới chị hai cái bình này. Nhất là mà em mà gặp mấy người mặc áo cam là hay hãm tài. Ô, quý tính tiền này quên á. Bao nhiêu vậy chị? Quý tính tiền tính nhẹ nha, tiền của quý á. Tiền của quý á. Tính nhẹ á, có được hai cái này luôn. Hả? Bao nhiêu? Thôi 6 đi. 6 đi. Thôi trời cáo luôn. Tiền của quý đó. Giá nè thấy không? Tính rẻ rồi đó, nghe chưa? Cảm ơn nha. Rồi, nè. Cảm ơn nó 30 năm ngày gì á. Cảm ơn anh. Hồi nãy ăn uống quá trời nó còn uống nữa. Má nó cũng hại quý hả? Hồi nãy ăn uống quá trời, cái bắt quý giữa hoài nữa, nó quý giữa rồi nha. Mai mốt vừa tới Hưng Tự A, tới Yến Tự giữa nha. Mốt lấy tự giữ đó. Quý để không dở mua, nó kiếm người tặng không à. Làm gì mà có chuyện mua. Nó kệ muốn chết, tiền vô nó tiền ra, đến từ chịu. Tiền vô tiền ra đến từ chịu. Đến từ chịu. Không ai tiền lắm quý. Đến từ có thần thời gian, mở lên cũng có bán cho quý rồi, để từ từ rồi. Mua gì đó. Thôi đi về. Rồi mua gì nữa? Mua có nón á, thôi đi về rồi. Có mua đồ lọt khe nữa không? Mua nó không chơi cái đầu á, mai mốt có đi Vũng Tàu mà. Chuẩn bị đi Vũng Tàu đó, mua đó, áo tắm rồi á. Thôi đi mua không? Tắm mặc xì ra lâu có rồi. Thì bây giờ mặc thiệt thì mua lên lầu nè, mua mấy cái bikini, đồ lọt khe, đồ mình mặc vô cho đó, tắm cho đẹp. Ủa quý có rồi mà. Quý có rồi. Chị mua cái nón thôi. Kìa, bà hỏi có lọt khe chưa? Có đi cho chị hả? Xì ra hả? Đồ mới. Lọt khe là cái gì? Quần lọt khe đó là mấy cái quần đẹp đẹp mà mình mặc bikini mình tắm biển đâu đó. Đại bé dẫn chị đi bé, chị chừng quay đi thôi đó. Chị cho Hưng chừng quay đi thôi đó. Má chừng quay đi thôi đó. Có đi không? Má quay cho Hưng chừng quay đi thôi đó. Ở đây á. Mày ạ, giờ lên đầu của nó. Quay cho Hưng chừng quay đi thôi đó. Lên đầu của nó. Quý cho chừng quay đi coi đó. Lên đầu của nó. Ai còn lên xuống mấy rồi không chạy? Đi tự dậy không? Đầu mua nón kìa. Bà đi về hả? À phải. Quý chân chừng quay đi thôi mà. Có gì mai mất lợi đi. Dẫn đi nha Bi. Chân chừng quay đi thôi. Má bảo vệ canh quý hoài rồi. Lời bảo gạo rồi. Thì anh bảo vệ kìa quý ơi.
nói ảnh đi, lát hồi đi ngang nói ảnh tiếng là anh không. Bye bye em tới nha anh ơi. Bye bye anh bảo vệ nha, mai em tới nữa nha. Phải hẹn em nha, cho em xong rồi nha. Nói là con trai thôi. Thầy biết rồi mà, em về bà nghe hả? Chỗ này đeo bông trái. Vậy mai em tới nha, đừng có tụi nha anh, cho em xong rồi nha. Hủ Lan kìa, Hủ Lan kìa. Ôi tươi quá vậy trời. Không cho nè. Lấy 10 ngàn không cho? Đó, có 10 ngàn không? Đó hết rồi. Rồi về luôn đi. Rồi giờ đi khách sạn với anh Danh hả? Không cách đâu. Đi đâu đi chính danh. Về chứ đâu. À hôm bữa cái tiệm quần áo Hân Trần mua cho Quý là cái tiệm ở đây nè. Đó. Quý cho ăn mới cũng bán cho mì. Bao nhiêu? Thôi được rồi, 10 ngàn. Đây em nha, cho thẻ. Em thích nào, xe nào anh? Có cái chiếc đỏ đỏ bên kia. Rồi để đó đây em chạy cho. Rồi thôi nói chào mọi người kết thúc clip cái đi. Chào mọi người nha. Nhớ ủng hộ bên Hân Trần nha. Em mang Quý qua nha. Qua mà. Qua rồi. Vậy đi đâu Tử? Về lắm nữa. Về nhà. Hồi nãy thấy có điện thoại rồi có trai gì? Hỏi. Ai hỏi đâu? Ủa vậy không có làm gái hả? Ê, không làm gái hả?